Trên màn hình các bạn đang thấy, đây là con Raspberry Pi có xử lý chính được sử dụng trong luận văn. Trên Raspberry Pi sẽ thực hiện các phép toán xử lý ảnh, điều khiển gửi tin nhắn thông qua module SIM 900A, điều khiển còi báo. Raspberry Pi sẽ gồm một cổng nguồn cung cấp nguồn áp 5V 2A, một thẻ nhớ SD card lưu trữ hệ điều hành, các chân GPIO được dùng để điều khiển còi báo, khối xử lý trung tâm BCM2835 được xem như là trái tim của Raspberry Pi. Một cổng HDMI được dùng để giao tiếp Raspberry Pi thông qua màn hình rời, một cổng Ethernet giúp Raspberry giao tiếp với laptop và kết nối mạng cho Raspberry. Hai cổng USB được dùng để kết nối Raspberry với module SIM và camera. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ qua chương trình chính. Đầu tiên chúng ta mở chương trình báo cháy. Sau đây, chúng ta sẽ chạy chương trình nhận diện và cảnh báo được xây dựng trên giao diện Windows Form. Chúng ta sẽ sử dụng hai laptop, một máy đại diện cho nơi xảy ra cháy và một máy đại diện cho trung tâm phòng cháy chữa cháy, gọi tắt là máy Lion và máy server, một module SIM 900A phục vụ cho việc gửi tin nhắn và một máy điện thoại phục vụ cho việc nhận tin nhắn. Đầu tiên, để khởi động chương trình, chúng ta bấm nút Listen trên giao diện của server. Sau đó, khởi động chương trình trên giao diện của Lion. Bấm nút Start để bắt đầu chương trình. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi sử dụng một video đã được quay sẵn. Khi chương trình nhận diện được lửa, sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo trên màn hình và âm thanh cảnh báo. Đồng thời, kích hoạt chức năng gửi tin nhắn của module SIM đến số điện thoại đã được cài đặt sẵn trong chương trình. Sau khi nhận được hình ảnh từ Lion, chúng ta sẽ thu được trên màn hình một số ID của người sử dụng và thông tin của người chủ nơi xảy ra cháy. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại. Để quan sát đường đi từ trung tâm phòng cháy chữa cháy đến nơi xảy ra cháy, chúng ta bấm vào nút Map. Màn hình sẽ hiện lên bản đồ chỉ đường đi từ trung tâm phòng cháy chữa cháy đến nơi xảy ra cháy. Để quan sát được hình ảnh nơi xảy ra cháy, chúng ta sẽ sử dụng số ID làm mật khẩu đăng nhập chương trình hình ảnh nơi cháy. Mở chương trình hình ảnh nơi cháy. Chạy chương trình. Nhập số ID đã được gửi từ lúc nãy. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh được gửi từ Lion. Phần demo của chúng em đến đây kết thúc.